Chào tất cả các bạn, trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài những cái mẹo vặt thú vị chúng ta có thể thực hiện trên những dòng thiết bị Samsung Galaxy nói chung. Mời các bạn cùng theo dõi video này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một cái mẹo khá là thú vị giúp chúng ta có thể thay đổi nhanh được những cái hình nền trên màn hình khóa của những dòng thiết bị Samsung. Mỗi khi các bạn tắt màn hình hay các bạn mở màn hình lên thì các bạn sẽ có một cái hình nền màn hình khóa khác nhau. Nó giúp cho trải nghiệm sử dụng của chúng ta nó cũng bớt nhàm chán hơn. Và các bạn có thể tùy chọn những cái hình nền này và các bạn đặt theo sở thích của các bạn. Thì trước tiên các bạn sẽ truy cập vào bên trong cái bộ sưu tập và các bạn sẽ lựa chọn những cái hình nền mà các bạn muốn đặt trên màn hình khóa. Và các bạn sẽ nhấn giữ vào và các bạn sẽ chọn. Ví dụ mình sẽ chọn 5 cái hình nền này. Thì sau khi mình chọn những cái hình nền mình muốn đặt trên màn hình khóa xong, chúng ta sẽ bấm nhiều hơn ở dưới và chúng ta sẽ bấm đặt làm hình nền. Thì cái tùy chọn này nó chỉ cho chúng ta đặt cái hình nền trên màn hình khóa chứ không cho đặt hình nền ở bên trong của thiết bị nha các bạn. Thì khi các bạn đặt nhiều hình nền như vậy nè, thì lúc này các bạn tháo ra hình nền ở bên trong vẫn không thay đổi, nhưng mà khi mà chúng ta tắt cái màn hình và chúng ta mở lại thì nó sẽ lần lượt nó hiển thị tất cả những cái hình nền mà các bạn vừa chọn lúc nãy và nó sẽ đưa ra đây. Mỗi lần các bạn tắt máy, các bạn mở lên là các bạn sẽ hiển thị một cái hình nền khác nhau trong cái những cái hình nền mà các bạn đã chọn lúc đầu tiên trong danh sách. Điều này giúp chúng ta sử dụng điện thoại nó cũng bớt nhàm chán hơn, tạo cái cảm hứng sử dụng cho chúng ta hơn. Chúng ta sẽ qua đến cái tính năng thứ hai. Thì ví dụ như các bạn chụp một bức hình hoặc là các bạn có một bức hình các bạn tải trên internet về, nhưng mà trên bức ảnh đó có một vài những cái đối tượng các bạn không muốn nó xuất hiện trên trong cái bức ảnh của các bạn, thì hiện tại trên những dòng máy Samsung đã tích hợp sẵn một cái trình chỉnh sửa giúp các bạn có thể xóa đi đối tượng một cách rất là nhanh chóng như thế này. Ví dụ mình đã xóa đi bé gái mặc váy đỏ bên tay trái và những cái bộ lọc của AI nó sẽ tự động nó xử lý cái nền đằng sau, nó làm cho phù hợp với cái khung hình còn lại, nhìn nó cũng rất là tự nhiên như thế này. Thì để thực hiện được điều này thì trước tiên các bạn sẽ vào Galaxy Store và các bạn cập nhật cái phiên bản bộ sưu tập lên mới nhất nha. Thì sau khi đó các bạn sẽ truy cập vào tấm hình mà các bạn cần sửa đổi. Ví dụ như là mình sẽ chọn tấm hình này đi. Bây giờ mình muốn xóa một cái đối tượng trên cái bức hình này, ví dụ là người đang chạy, thì mình sẽ bấm vào cái dấu cây viết ở đây và mình sẽ bấm vào dấu ba chấm bên góc phải, thì chúng ta sẽ có cái tùy chọn là xóa đối tượng ở đây. Có một vài những cái dòng máy nó sẽ không có cái mục xóa đối tượng nha các bạn, thì các bạn sẽ cập nhật ở bên trong Galaxy Store đó, thì những cái phiên bản mới nhất nó mới cập nhật cái tính năng này. Thì sau đó các bạn sẽ chọn vào cái đối tượng trên bức hình, các bạn chỉ cần chạm nhẹ vào thôi thì tự động AI nó sẽ khoanh vùng cái đối tượng đó và nó có một cái viền trắng nó chạy dọc xung quanh cái đối tượng nè. Bây giờ các bạn chỉ cần bấm xóa thôi, đó là tự động AI nó sẽ xóa đi cái đối tượng mà các bạn vừa chọn, và các bạn chỉ cần bấm hoàn tất và lưu cái bức hình lại một cách rất là nhanh chóng như vậy. Thì tính năng này khá là hay nha. Thường thì chúng ta phải sử dụng một cái app của bên thứ ba hoặc là một cái trang web để chúng ta có thể chỉnh sửa hình ảnh như thế này. Và hiện tại đã Samsung đã tích hợp sẵn bên trong cái trình chỉnh sửa của cái bộ sưu tập, nó rất là tiện lợi cho các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái mẹo vặt tiếp theo trên những dòng thiết bị Samsung Galaxy nhé. Thì thông thường với những cái dòng thiết bị khác đó các bạn, khi mà chúng ta muốn chụp ảnh màn hình thì chúng ta sẽ có những cái cử chỉ riêng biệt khác nhau. Ví dụ trên những dòng Xiaomi chúng ta có cái thao tác là vuốt ba ngón tay trên màn hình để chúng ta có thể chụp màn hình lại như vậy. Trên những dòng Samsung thì chúng ta có một tổ hợp phím mặc định là phím giảm âm lượng và phím nguồn. Thì khi chúng ta muốn chụp ảnh màn hình, chúng ta chỉ cần bấm hai cái phím này cùng lúc nó sẽ chụp hình. Nhưng mà thực ra thì Samsung vẫn còn một cái thao tác chụp hình bằng cử chỉ nha các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cái cạnh bàn tay nè. Cạnh bàn tay này các bạn sẽ lướt qua từ bên phải qua hoặc là từ bên trái qua như thế này đây. Đó, khi các bạn lướt như vậy từ bên phải qua hoặc là từ bên trái qua thì cái màn hình nó sẽ được chụp lại. Thì cái thao tác này mình thấy nó khá là khó thực hiện hơn là cái thao tác của Xiaomi là chúng ta vuốt ba ngón tay xuống nha. Vì ví dụ như trên màn hình chính nè, chúng ta vuốt như vậy nó rất dễ nhận nhầm cái thao tác là chúng ta lướt qua lướt lại. Nhưng mà đây cũng là một cái tính năng tiện lợi của Samsung. Thì nếu mà các bạn muốn sử dụng thì chúng ta sẽ vào cài đặt và các bạn sẽ bấm vào tính năng nâng cao. Chúng ta sẽ vào cái chỗ là chuyển động và thao tác, thì ở chỗ này các bạn bật cái công tắc vuốt lòng bàn tay để chụp. Đó, thì nó để là vuốt cạnh bàn tay ngang qua màn hình để chụp ảnh màn hình nè. Thì sau khi chúng ta bật cái tính năng này lên rồi đó, chúng ta muốn chụp màn hình chúng ta dùng cái cạnh bàn tay chúng ta lướt qua như thế này, bên trái bên phải gì thì tùy, miễn sao chúng ta lướt trên màn hình thì nó sẽ chụp cái màn hình lại. Đó, đây là thao tác cử chỉ chụp màn hình của Samsung nha. Chúng ta sẽ qua đến cái tính năng tiện lợi tiếp theo trên những dòng thiết bị Galaxy nha. Thì trên những dòng iPhone nó sẽ có cái tính năng là chạm 2 lần hoặc là chạm 3 lần vào cái mặt lưng của thiết bị để có thể thực hiện được những thao tác, ví dụ như là chụp ảnh màn hình hoặc là mở một cái ứng dụng riêng biệt nào đó.
Bây giờ thì mình sẽ thực hiện là chạm hai lần vào mặt lưng để có thể chụp ảnh màn hình của thiết bị. Đó, mình đã chụp ảnh được màn hình bằng cách chạm hai lần vào mặt lưng, và mình có thể mở được cái ứng dụng cài đặt bằng cách chạm ba lần vào mặt lưng. Đó thì các bạn có thể tùy chọn được những cái cử chỉ này một cách rất là dễ dàng tùy theo cái ý của các bạn muốn nha. Chúng ta có thể bấm hai lần nè, double tap và các bạn có thể mở được những cái tùy chọn của nó ở đây. Hoặc là chúng ta có thể chọn là triple tap là bấm ba lần vào mặt lưng. Thì để thực hiện được điều này thì các bạn sẽ truy cập vào Galaxy Store và các bạn tải giúp mình cái phần mềm Goodlock nha. Thì bên trong cái phần mềm Goodlock này các bạn sẽ mở nó ra và các bạn sẽ tìm tới một cái ứng dụng có tên là Rarita nha các bạn. Thì các bạn tìm Rarita và các bạn cài vào thiết bị. Sau khi đó các bạn mở Rarita lên thì chúng ta sẽ thấy cái tùy chọn là Back Tap Action ở đây. Thì chúng ta sẽ truy cập vào đây và các bạn bật công tắc lên để chúng ta có thể thiết lập những cái cử chỉ của nó ở đây. Lúc này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được những cái tính năng của nó. Đó, chụp màn hình. Rồi, chúng ta qua đến cái tính năng tiện lợi tiếp theo. Thì trên iPhone có Siri Shortcut có thể tự động hóa những cái tác vụ hàng ngày của người dùng. Thì Samsung cũng vẫn có những cái tác vụ tự động hóa nha các bạn. Mình sẽ ví dụ cho các bạn xem. Ví dụ như bây giờ mình đang cần thực hiện là update những cái phần mềm trên máy của mình lên cái phiên bản mới nhất bên trong cửa hàng Lay. Thì để mà thực hiện được điều này thì các bạn có thể xem ở đây nè. Mình sẽ bấm một lần là mở cửa hàng Lay, hai lần là sẽ phải bấm vào cái avatar, và lần thứ ba là phải bấm vào quản lý, lần thứ tư là phải bấm vào chỗ có bản cập nhật, và lần thứ năm thì mình phải bấm vào cập nhật tất cả. Thì để mà có thể thực hiện được là cập nhật những cái ứng dụng trên cái thiết bị thì mình phải bấm 5 lần ở trên cái thiết bị của mình. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể tạo một cái tác vụ tự động hóa, mình chỉ cần bấm vào một lần thôi là mình sẽ cập nhật được tất cả những cái phần mềm trên máy của mình. Đây các bạn có thể thấy, thì khi mà mình chỉ cần bấm một lần thôi là tự động nó sẽ chạy những cái tác vụ như thế này một cách tự nhiên. Đây, nó sẽ tự động cập nhật phần mềm cho mình luôn. Đó, thì cái này là các bạn hoàn toàn có thể tạo được những cái tự động hóa cá nhân riêng biệt của các bạn nha, không riêng gì là tự động cập nhật những cái ứng dụng qua cửa hàng Lay. Thì để thực hiện điều này chúng ta sẽ làm như sau. Thì trên thiết bị Samsung chúng ta cũng sẽ vào cái phần mềm Goodlock và các bạn tìm cho mình cái phần mềm Routine này nha. Thì các bạn sẽ cài đặt cái Routine này vào thiết bị và chúng ta sẽ mở nó ra. Thì lúc này các bạn sẽ bấm vào Run Touch Macro ở đây. Thì chúng ta sẽ bấm tiếp vào chỗ là Touch Macro chưa đặt. Đây, các bạn sẽ bấm vào chữ Add ở đây. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn tới cái ứng dụng mà các bạn muốn đặt cái chức năng tự động hóa. Thì ví dụ mình sẽ làm là chỗ cửa hàng Lay và mình sẽ bấm Next. Bây giờ nó sẽ hiện một cái bảng thông số ở đây nè các bạn. Thì bây giờ nó sẽ ghi lại tất cả những cái mà cảm ứng mà các bạn bấm vào cái màn hình đó. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào nút Record ở đây. Rồi mình sẽ bấm vào cái avatar ở đây. Mình sẽ bấm tiếp vào quản lý ứng dụng và thiết bị. Bấm vào có bản cập nhật và mình sẽ bấm tiếp vào cập nhật tất cả. Sau khi đó thì chúng ta sẽ bấm Stop. Rồi các bạn sẽ bấm sell cái macro này lại. Trước khi sell thì chúng ta tắt cái này đi nha. Chúng ta sẽ bấm sell cái macro này lại. Và các bạn sẽ đặt tên cho nó, ví dụ mình sẽ đặt là, và mình sẽ bấm sell lại. Rồi chúng ta sẽ bấm vào đây và chúng ta sẽ bấm Done. Lúc này các bạn sửa cái tên của nó ở đây nha, để chúng ta có thể dễ dàng mà phân biệt với những cái tác vụ khác đó. Có thể đổi màu nè, đặt tên của nó ở đây. Và chúng ta sẽ bấm hoàn tất. Chúng ta bấm lưu. Thì lúc này nó sẽ yêu cầu các bạn là có muốn thêm vào màn hình chờ không thì chúng ta thêm nha. Rồi, đây cái này là cái bản cũ hồi nãy nè, mình sẽ xóa bỏ nha. Còn đây là cái bản mới mình vừa tạo nè. Thì bây giờ mình muốn cập nhật những cái phần mềm trên máy thì mình chỉ cần bấm vào cái này thôi, tự động nó sẽ chạy những cái tác vụ mà mình đặt lúc nãy đó các bạn. Đây nè, những cái chấm vàng nè là những cái tác vụ mà nó ghi lại trên màn hình là lúc mà mình bấm mà mình record nó lại bằng cái Routine đó. Thì lúc này các bạn cần cập nhật thì chỉ cần bấm vào cái này thôi. Thì chúng ta có thể sử dụng cái Routine để tạo những cái tự động hóa riêng nha. Các bạn có thể sử dụng riêng với những ứng dụng khác nữa. Rồi, thì mình vừa giới thiệu cho các bạn một vài những cái tính năng thú vị trên dòng thiết bị Samsung Galaxy nha. Thì nếu các bạn thấy yêu thích những cái phần mềm này hay là những cái tính năng của nó thì các bạn có thể thực hiện lên trên thiết bị của các bạn. Video này của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé.